Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Mình là Mỹ Phượng, rất vui được gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu một ngày mới nào. Đây là tổng kết mua sắm của những tháng qua của Phượng. Bây giờ Phượng sẽ đọc hộp cho mọi người xem hết nha. Đầu tiên hết là cái váy CK này của Phượng, là một cái váy dài. Nó sẽ là một cái váy dài như thế này. Đó. À, dài có thể là cái này Phượng nghĩ là tới mắt cá chân của Phượng luôn á. Rất là dài và có xẻ tà một bên, rất là dễ thương. Phượng mua cái này cho mùa xuân năm nay nhưng mà không có kịp. Phía sau thì đơn giản như vậy thôi. Đó, đây là một cái váy dài ha. Rất là dễ thương. Tiếp theo là đồ của Diesel. Thì hôm trước Phượng có đi du lịch, Phượng có mở cái đầm này ra để mặc rồi. Nhưng mà hôm nay Phượng vẫn khoe, nó rất là xinh luôn. Trời ơi, đây là bộ đồ mới của tôi, chưa kịp đập hộp. Diesel. Nè, bây giờ Phượng mặc hôm nay luôn. Thì em đầm này có cái họa tiết phía sau này rất là thích. Thì nó là một cái đầm liền của Diesel. Kiểu đó thì tụi mua hai màu, có thêm một em màu trắng nữa, cũng của Diesel luôn. Phượng rất là thích những cái họa tiết như vậy của Diesel nè, nó rất là dễ thương. Thì đây là cái đầm thứ hai. Tiếp tới cũng là một cái đầm nữa của Diesel. Đó, thì cái móc nối của em là ở đây. Xéo xéo xin xin. Có mấy cái chi tiết cột này rất là dễ thương, Phượng rất là thích. Bên cái nách thì cũng có mấy cái chi tiết xỏ lỗ này rất là dễ thương. Nói chung cái đầm này đơn giản thôi nhưng mà rất là xịt tai, Phượng rất là thích. Là một em Diesel nữa. Như mọi người biết, Phượng rất là thích thương hiệu này. Và cái đầm này là một cái đầm dạng rất là rộng, dạng form bay rộng á. Thì chi tiết là có cái chip ở cái phần ngực như vậy, rất là dễ thương nè. Và phía sau thì bình thường thôi, đơn giản nè, rất là xinh luôn. Đây là những món Zumba Eagle. Đầu tiên hết sẽ là một cái đầm style rất là hay ho. Bạn sẽ là như vậy nè, Phượng phải ủi lại cái cổ rất là xinh luôn. Phía sau thì cái đuôi nó sẽ như thế này. Đó, nó cắt sẽ rất là hay, rất là dễ thương. Và đầm này cũng có túi luôn, mặn và mát. Thì cái tùng nó chỉ hơi xòe xòe thôi. Tiếp tới là một cái áo kiểu dạng sơ mi dài mà Phượng cực kỳ yêu thích. Cái form sơ mi dài là cái tà này nó sẽ cuộn lên trên như vậy, nó dính lên trên này. Thì khi mình mặc nó có ở cái phần đuôi như vậy, Phượng rất là thích luôn. Đó, đây là cái đặc điểm đặc lạ của cái phần đuôi của cái bộ này. Tiếp tới là một cái đầm mùa hè. Cái đầm mùa hè này cái tay hơi xòe xòe và cái phần cổ thì có cột dây ở đây thôi. Nói chung rất là đơn giản. Mà cái vải rất là dễ thương. Cái lưng cũng có một chút điểm nhấn ở đây.
cái form mặt rất là dễ chịu, Phượng rất là thích. Đơn giản mùa hè. Và đây là bộ Bimba Ilola cuối cùng. Đây là một bộ đồ bay của Bimba Ilola mà Phượng rất là tâm đắc luôn. Mặc cái form, mọi người thấy cái quần rộng không? Cái quần rất là rộng luôn, rất là thoải mái, và cái buộc dây này cũng rất là hay ho, lạ lạ. Đó, thì cái quần đó, nó giống như một cái váy gì đó, nó rất là to luôn, mà cực kỳ thoải mái. Và cái vải này nó gần như giống như là linen vậy, rất là dễ chịu. Tiếp tới nữa là Phượng có mua ba cái case điện thoại. Một em của Bosca cho cái điện thoại nhỏ xíu của Phượng, rất là xinh. Ten 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 ten, đó xinh không mọi người. Điện thoại nhỏ của Phượng. Và đây là hai cái điện thoại lớn hơn của Diesel. Trời ơi, Phượng rất là thích luôn, cùng tâm đắc. À, mọi người thấy chi tiết không? Ở trong phía trong này, sao lại lấy cái giấy này ra ta? Trong này thì nhung luôn, rất là đẹp, rất là chi tiết. Em của Diesel và một em nữa cũng của Diesel. Này thì rất là xinh, trời, Phượng cực kỳ thích. Em này thì nó sẽ là như vậy, rất là dễ thương. Đây là sau khi Phượng cho điện thoại vào như vậy, cầm rất là chắc tay, rất là đã luôn. Nói chung cái case này Phượng rất rất là thích. Là cái em thứ hai, à, cho vào cầm rất là thích luôn. Rất là chắc tay, chi tiết luôn này kia, Phượng cực kỳ ưng ý luôn. Nhìn đẹp không? Thật sự đặc sắc của Phượng là hai đôi giày, à bốn đôi giày. Thì trong đó có hai đôi Diesel và hai đôi Organ. Thì đây là đôi Diesel mà Phượng vừa mới mua, giày cao gót. Rất là xinh. Phượng rất là thích cái gót của cái đôi này, đi nó rất là êm luôn. Thì đôi này cũng khoảng 9 phân tới 1 tấc á mọi người. Phải lấy giấy ra cho mọi người xem chứ quên. Hả? Xin không? Khoảng 9 phân tới 1 tấc. Cái gót rất là hay ho luôn, xì tay. Hả? Cái form nó sẽ là như vậy. Hả? Một đôi chen 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 chen. Rất là xinh. Tới là đôi thứ hai. Đôi này thì Phượng cũng đã mang rồi, hôm Phượng đi du lịch, nhưng mà bây giờ vẫn khoe lại cho mọi người xem. Đó. Đôi này cực kỳ xinh, trời, Phượng rất là thích luôn. Cái cao su đế giày của cái này là cao su hoàn toàn đi, rất là êm, rất là thích. Mà nó còn cái form cao cao và nó có kiểu khá là thời trang. Đó. Organ, chan 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 chan. Phượng thích cái thương hiệu này lâu rồi, bây giờ Phượng mới mua. Đập hộp luôn. Đây là đôi giày thứ nhất của tôi. Chan 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 chan. Nó cưng không mọi người? Để Phượng quay chi tiết. Đó, cái đôi giày nó sẽ là như vậy ha. Rất là xinh luôn, trời. Phượng thích lắm. Phượng không biết có ai thích giống Phượng không, Phượng thích lắm.
Đó, sẽ là như vậy. Chan. Cưng anh là cưng. Và có cái bao để bỏ giày nữa, có hình trái tim, cái hiệu này thì cái hiệu là trái tim. Thấy cái hộp trái tim không? Có cái trái tim nè. Có một cái bao đựng giày y như vậy luôn. Và đây là đôi giày mà Phượng rất rất là yêu thích. Chan á. Cái này ra nữa. Chan. Đó, mọi người thấy xinh không? Có hình trái tim ở đây nè. Để Phượng quay nguyên một cái chiếc như vậy cho mọi người xem nha. Đó, có cái trái tim. Rất là cưng luôn á. Có trái tim ở đây nữa. Phượng đang mạnh dạn mua hai em này. Một em là để mặc đồ màu mè, và một em là để mặc đồ cá tánh một chút. Đây là tổng kết những cuộc mua sắm của Phượng trong thời gian này. Em giày cho mọi người xem nha.